Rõ ràng là dùng chung một stylist, vậy mà nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ lại thành hai phe đối lập. Đừng nói là Châu Tấn, đến Nhiệt Ba cũng phải gia nhập team ố rể. Vậy mà Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà lại thuộc hội thăng hoa nhan sắc. Với dàn diễn viên Hoa Ngữ, tạo hình là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của họ trên màn ảnh. Nhiều sao nữ sẵn sàng chi giá trên trời để mời bằng được các stylist nổi tiếng giúp đỡ mình, và Trương Thúc Bình là một trong số đó. Bởi ông từng được đề cử giải Oscar và được truyền thông ca tụng là bậc thầy hóa trang. Thế nhưng, rõ ràng là cùng khoe sắc dưới bàn tay của nhà thiết kế lừng danh, nhan sắc dàn sao nữ lại chia thành đối lập, bên được ca tụng là kinh điển, bên lại khóc ròng vì thành kinh hoàng. Team thăng hạng nhan sắc. Khi nhắc đến bộ phim có tạo hình xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Trương Mạn Ngọc, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến Tâm Trạng Khi Yêu Đầu Tiên. Dưới sự hỗ trợ của Trương Thúc Bình, Trương Mạn Ngọc đã khoe khéo được vẻ đẹp vừa tao nhã lại vừa quyến rũ, mang thêm nét bí ẩn rất đặc biệt trong những bộ sườn xám. Thậm chí, tạo hình sườn xám của Trương Mạn Ngọc còn được ca tụng là một trong những biểu tượng xuất sắc nhất của làng điện ảnh Hoa Ngữ đó. Hay Vương Tổ Hiền vốn quen thuộc với khán giả thông qua một Nhiếp Tiểu Thiện ma mị nhưng vẫn trong trẻo thanh thuần. Vậy mà dưới bàn tay của Trương Thúc Bình cô lại hóa thành nàng bạch xà quyến rũ đầy mê hoặc trong tác phẩm Thanh Xà. Rõ ràng, Trương Thúc Bình đã rất khéo léo khi khai thác được nét riêng của Vương Tổ Hiền và tôn nó lên gấp bội thông qua tài hóa trang của mình. Ngay cả Lâm Thanh Hà cũng chẳng thể giấu được sự thán phục của mình vì tài thiết kế của Trương Thúc Bình. Bởi chính ông là người đã góp phần tạo nên thành công cho vai Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà, là nguồn cảm hứng cho nhiều stylist thế hệ sau này của Hoa Ngữ. Chính Lâm Thanh Hà cũng chẳng ngại mà nửa đùa nửa thật, tôi là một tác phẩm của anh ấy. Tim bị dìm thê thảm. Lần đầu tiên đóng phim truyền hình, Thang Duy đã khiến khán giả ngỡ ngàng và ngơ ngác khi xuất hiện trong tạo hình ố rể hết cỡ. Nhan sắc vẫn còn đó, nhưng ngũ quan của Thang Duy lại bị những kiểu tóc chẳng giống ai làm thay đổi hoàn toàn, trông vừa dừ vừa quê. Nhìn vào hình ảnh Thang Duy bị dìm trong đại minh phong hoa, ai cũng đinh ninh rằng Trương Thúc Bình có mối thâm thù đại hận gì với cô vậy. Cũng sau cú sốc này, Thang Duy hết dám đóng phim cổ trang luôn, chỉ trung thành với dòng phim điện ảnh hiện đại mà thôi. Đâu chỉ Thang Duy, đến đại mỹ nhân được cả showbiz công nhận như Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải khóc thét vì Trương Thúc Bình đó. Rõ ràng, lúc Hóa Phượng Cửu cô đẹp biết bao nhiêu, vậy mà sang đến Liệt Hỏa Như Ca. Bao nhiêu ưu thế của mỹ nhân Tân Cương bay biến hết vì kiểu tóc búi sát ra đầu, khiến đường chân tóc của cô bị cao bất thường. Tạo hình đó cũng vô tình khiến ngũ quan của Địch Lệ Nhiệt Ba cá tính quá mức, trông như nam diện nữ trang vậy, chẳng phù hợp với hình tượng mỹ nhân cổ trang một chút nào. Khi Như Ý Chuyện và Châu Tấn bị khán giả pressing sau 6 năm lên sóng, tạo hình của nàng Tam Kim ảnh hậu cũng được người ta nhắc lại đó. Hóa ra, Châu Tấn không chỉ tự ý sửa kịch bản thôi đâu, mà cô còn chơi trội bằng cách thuê Trương Thúc Bình làm stylist cho riêng mình. Chính vì vậy mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra tạo hình của Châu Tấn hoàn toàn lạc quẻ với dàn sao nữ của Như Ý Chuyện và cũng được đánh giá là kém sắc nhất. Trong khi dàn Phi Tần đều trông trẻ trung hơn với phục trang tao nhã, thì Châu Tấn lại dừ thấy rõ. Bởi dưới bàn tay của Trương Thúc Bình, Châu Tấn bị dìm bởi những bộ trang phục có màu sắc u ám, trang sức đội đầu nặng nề và già nua, khiến nhiều cảnh quay của cô bị ví như phim tâm linh vậy.